Xin chào mọi người, xin chào các chị em nghe. Thì hôm nay bên xưởng may Nguyễn Điểm sẽ giới thiệu đến các chị em mình những cái mẫu bộ bên xưởng của em có hàng cho mấy chị em mình theo dõi. Chị em nào mà mình có nhu cầu thì mình có thể kết bạn Zalo hoặc gọi số điện thoại trực tiếp để đặt hàng cũng được giùm em nha. Thì hôm nay em sẽ quay tiếp theo cái mẫu này là cái mẫu áo dây nè mấy chị nè. Quần là quần đùi giùm em, phía trước có cái túi nhỏ nè mấy chị nè. Quần là quần đùi giùm em, size này là size số 3 ha. Size này là size số 3, tầm khoảng 70 75 kg mặt vừa giùm em nha mấy chị. Số 3 này nhưng mà số 3 bự bằng size số 5 á mấy chị. Cái size này tầm khoảng 70 đến 75 kg mặt vừa nha. Cho em nào chốt mẫu này thì mấy chị nói là đùi dây một phân giùm em nha nè. Đùi dây một phân giùm em nha mấy chị. Size này là tầm 70 tới 75 kg mặt vừa, mấy chị chốt ngẫu nhiên giùm em nha. 5 bộ là 200k được miễn ship giùm em nha mấy chị. Rồi tiếp theo em sẽ quay sơ lược những cái màu cho mấy chị em mình chọn ha. Chị em mình khi mà chốt thì mấy chị chốt ngẫu nhiên giùm em nha mấy chị ơi. Tại vì là còn rất là ít luôn. Chị em nào có nhu cầu mình chốt sớm thì có hàng giùm em. Còn mấy chị chốt trễ thì hết giùm em nha. Rồi khi mà đặt hàng bên xưởng của em thì mấy chị em mình có thể là mua thêm đậu phộng hoặc là kẹo chuối nha. Tại vì kẹo chuối bây giờ hết rồi cho nên em không có quay được. Thì đậu phộng lắc nè mấy chị. Đậu phộng lắc với lại kẹo chuối thì 60k một hũ và một keo giùm em nha. Một keo sẽ là 600g, giá là 60k, có nước cốt rất là thơm và rất là béo luôn nha mấy chị. Đậu phộng này thì đậu phộng lắc nhà cho nên mấy chị em mình dùng cứ yên tâm nha, không có chất bảo quản gì hết nha. Nè rồi đồ bộ mẫu dây một phân này thì 5 bộ là 200k được miễn ship giùm em nha. Quần này là quần đùi nè mấy chị, 70 đến 75 kg mặc vừa giùm em nha. Cái này còn ít nha. Nè. Cái này mặc ngủ bao mát luôn nè mấy chị nè. Chị em mình chốt mẫu này thì mấy chị nói là quần đùi áo dây một phân giùm em nè. Size từ 70 75 kg mặc vừa nha. Chị em nào 65 kg mình mặc cũng được cho nó thoải mái cho nó mát á mấy chị. Mấy chị chốt là mấy chị chốt ngẫu nhiên giùm em nha, tại vì còn ít nha mấy chị nè. Quần là phía trước có cái túi nè, cái này là màu hồng hoa văn vuông nè mấy chị. Em quay sơ lược cho mấy chị biết là màu nào thôi, chứ còn đặt thì mấy chị đặt ngẫu nhiên giùm em nha. Dây áo là áo dây một phân nha mấy chị nè. Đi đơn 5 bộ là 200k được miễn ship nha. Được kiểm tra trước khi thanh toán giùm em nha mấy chị. Tất cả những cái đơn hàng bên xưởng của em đều được kiểm tra trước khi thanh toán hết nha. Và khi mà mấy chị em mình đi đơn 5 bộ á, thì 200k sẽ được miễn ship luôn. Mình không có tốn phí ship nha mấy chị. Rồi mấy chị em mình có nhu cầu á, thì mấy chị nhớ á, là để ý điện thoại nha. Để khi mà bên giao hàng người ta tới nơi rồi á, thì tránh cái tình trạng chậm trễ đơn hàng của mình. Thì tới nơi rồi á, là bên shipper người ta sẽ gọi cho mấy chị rồi giao hàng liền luôn cho mình nha. Nếu như gọi không được là bên giao hàng không có cách nào để giao được cho mấy chị em mình luôn nha. Cái này là trắng đen qua văn vuông nha mấy chị. Có nhiều chị em mình đó là đợi nhận hàng, em biết là đợi nhận hàng nhưng mà bên giao hàng người ta không có gọi được thì không có giao được đâu mấy chị. Bên người ta chỉ làm đúng theo quy định 3K cho mình là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 3 ngày liên tục sẽ gọi cho mấy chị em mình 3 lần. Nếu như không được thì làm đúng theo quy định người ta sẽ cho hoàn thôi chứ không có lý do gì hết ha. Nè. Chứ không có lưu kho được lâu cho nên mấy chị em mình thông cảm giùm. Là không có lưu kho được lâu, chỉ đúng 3K là bên giao hàng người ta sẽ hoàn về cho mình thôi. Nếu như chị em nào mà mình muốn đặt lại, đã một lần không nhận hàng bên em rồi, nếu như chị em nào mà mình muốn đặt lại thì mấy chị là thông cảm là chuyển khoản trước thì em mới đi đơn cho mình nha. Rồi màu này màu vàng hoa văn vuông nè, áo là áo dây một cộng nha mấy chị nè. Áo này áo dây một phân giùm em nè, áo dây một phân giùm em nha. Rồi tiếp theo màu này là màu xanh ngọc qua văn tròn á mấy chị. Size này á, thì tầm khoảng 70-75 kg giùm em nha. Xanh ngọc tròn, bông nào cũng đẹp luôn á. Đi đơn 5 bộ là 200k được miễn ship. Cái này là xanh qua văn vuông nè. Áo dây một phân giùm em nha. Rồi cái này là nâu vuông nè mấy chị. Cái này là nâu vuông, quần là quần đùi giùm em nha. Quần đùi phía trước có một cái túi nè mấy chị nè. Áo là áo dây một phân nha. Chị em nào mình có nhu cầu thì mình đặt hàng liền giùm em.
Để tránh cái tình trạng hết hàng thì chị em nào mà mình tiếp cận được cái video này rồi thì mình nhanh tay đặt hàng giùm em nha. Mấy chị có thể kết bạn Zalo hoặc là gọi số điện thoại trực tiếp cũng được giùm em nha. Đi đơn 5 bộ 200k được miễn ship, được kiểm tra trước khi thanh toán nha mấy chị. Rồi tiếp theo màu này sẽ là màu xanh nè mấy chị. Màu xanh dương qua vân tròn giùm em nha. Khi mà mấy chị đặt hàng thì mấy chị lấy ngẫu nhiên giùm em 5 bộ 200k được miễn ship giùm em nha. Tại vì còn ít á, còn ít cho nên không có chọn màu được nha mấy chị. Áo dây một phân nha mấy chị ơi. Cái mẫu này thì 65-75kg mặc vừa giùm em nha. Nè, cái mà quần rất là thoải mái, rộng rãi nè mấy chị. Áo là áo dây một phân thôi. Rồi tiếp theo em sẽ qua những cái mẫu khác cho mình nha. Nè, bên em có những cái quần đùi nè mấy chị. Chị em mình có thể mặc ngủ cũng được nha. Ở nhà mà chị em nào có những cái áo lẻ, những cái áo lẻ hoặc là những cái áo nào mà mình hoặc là những cái áo ton cũng được đó mấy chị. Những cái áo ton mà em thấy mấy chị em mình hay mặc những cái bộ đồ ton mà nó hư cái quần trước đó, còn lại cái áo thì mấy chị có thể mặc chung với những cái quần bên em nha. Quần này thì 20k một quần giùm em nha. Cái quần này size 75kg mặc thoải mái luôn nè mấy chị nè. 5 cái là 100k giùm em nè mấy chị nè. Cái mông rất là to luôn, mặc rất là thoải mái luôn ha. 5 quần là 100k nha mấy chị. Có size từ 45 nhưng mà khác màu nha. Tư ơi, cho em xin cái cục quần đùi nhỏ ơi Tư. Nó có rất là nhiều màu á, em gửi là em gửi ngẫu nhiên nha mấy chị. Ngẫu nhiên 5 quần là 100k nha. Quần này á là tầm 765 đến 75kg mặc vừa nè. Nè. Từ 65 tới 75kg mặc vừa. Em cho mấy chị em mình coi màu sơ lược ha. Nè, cái quần thì rất là rộng rãi luôn. Cục kia á Tư ơi. Cái cục trong bọc á, size nhỏ. Nè, cái này là 65 tới 75kg mặc vừa nè mấy chị. Còn có quần này nữa, quần này thì tầm khoảng 50 nè. 50 tới 60kg mặc được. 5 quần là 100k giùm em nha nè, 50 tới 60kg mặc vừa. Mấy chị đặt hàng thì mấy chị đặt theo á là chiều cao cân nặng giùm em nha. Nè. Nó có rất là nhiều màu, không có giống nhau á mấy chị. Em vô một bịch như vậy nè, một bịch là 5 cái là 100k mấy chị. Còn cái này á, là từ 45 tới 50kg nè. 45 tới 50kg có size luôn giùm em nha. Là quần đùi này là có size từ 45 tới 70-75kg mặc vừa. Mấy chị lấy ngẫu nhiên giùm em nha, 5 quần là 100k. Chị em nào có nhu cầu thì mình có thể kết bạn Zalo hoặc gọi số điện thoại trực tiếp cũng được giùm em nha. Quảng cáo nước giùm luôn ơi. Không, anh bán nước thì không có quảng cáo. Rồi tiếp theo em sẽ quay thảm nè mấy chị. Thảm này là thảm màu giùm em nha. Thảm này có kích thước là 60 đó mấy chị. Ngang vậy nè. Thì 60 rồi mình mới danh lại, tỉa lại những cái bông, những cái hoa nha. Kích thước là 60 giùm em nha. Một thảm là 60k nha mấy chị. Được cắt may rất là kỹ và rất là tỉ mỉ luôn nè. Cho nên chị em mình xài rất là yên tâm luôn. Mình không có sợ nó bị sụ ruột hay là bị sứt gì hết nha. Cái này mua một lần là xài mãi mãi luôn nè mấy chị. Cái này là được may lại mối rất là kỹ và rất là tỉ mỉ luôn nè. Khi mà mấy chị em mình không có thích cái này nữa thì mình đổi cái khác thôi, chứ nó không có bị ruột với lại không có bị sứt sổ gì hết trơn nha. Nè, một thảm như vậy là 60k, có rất là nhiều bông cho mấy chị em mình lựa chọn luôn nha. Rồi đi đi. Mời quá. Giá là 60k một thảm giùm em nha mấy chị. Nếu như chị em nào không có mua đồ thì em đi đơn thảm không thì từ 3 thảm trở lên nha. Còn nếu như chị em nào mà mình đã mua đồ bên xưởng của em rồi, đã được miễn ship rồi thì mấy chị mua kèm theo những sản phẩm khác thì vẫn được miễn ship chung đơn luôn á mấy chị. Thảm thì mấy chị em mình đặt thì đặt tông sáng tông tối giùm em nha. Còn nếu như chị em nào mình thích chọn màu thì mình có thể chụp gửi qua Zalo giùm em cũng được nha mấy chị. Một thảm là 60k giùm em nha. Phối màu, phối bông rất là đẹp và rất là sang luôn nè mấy chị. Cái này mình có thể đem đi tặng cũng được nữa nè. Tặng những cái nhà tân gia nhìn rất là đẹp luôn á mấy chị. Cái này để trong phòng cũng im nữa nè. Hoặc là để trước cửa. Một cái này xài rất là bền luôn á mấy chị. Những cái thảm bông này thì bên em có rất là nhiều hoa văn khác nhau nè mấy chị. Những cái hoa văn và những cái màu khác nhau cho mấy chị em mình luôn nè.
Cái này là mua một lần là xài mãi mãi luôn á mấy chị, được cắt may rất là kỹ và rất là tỉ mỉ luôn ha. Một thảm là 60k dùm em, kích thước là tầm khoảng 60 nha mấy chị. Nhiều khi mình danh lại á, có à, cắt cắt vuông một miếng giải vuông 60 rồi mình mới danh lại thành từng cánh bông từng cánh hoa nha. Một thảm là 60k dùm em nha. Rồi còn có thêm cái thảm này nè mấy chị. Cái thảm này giá là 30k một thảm dùm em nè. Cái thảm này là do những cái giải á, những cái giải mà em sử dụng mình khi mà mình cắt đồ còn dư lại á, thì em cũng cho thợ cắt ra rồi may nè. Nè. Cắt may bằng máy may hết nha, nó rất là chắc chắn luôn và rất là tỉ mỉ, rất là kỹ luôn. Những cái này công đoạn rất là cầu kỳ, mình phải cắt ra từng miếng vải nhỏ rồi sau đó mình xếp lại mình may, rồi sau đó mới ghép thành cái thảm, cho nên nó làm mất rất là nhiều thời gian luôn. Cho nên là một thảm này là 30k dùm em nha. Cái này á là em cũng cho mấy chị gần nhà người ta đem về để người ta có việc làm luôn á mấy chị, đem vải về rồi cắt. Cắt rồi may thầm thành cái thảm này luôn nè. Cho nên nó là mấy chị em mình có nhu cầu thì mấy chị đặt giùm em luôn ha. Cái này là 30k một thảm. Có cái mẫu thảm vuông và cái mẫu thảm tròn nữa. Chị em mình thích cái nào thì chọn cái đó, hoặc là mình lấy ngẫu nhiên cũng được. Tại vì cái bông này thì nó chỉ nhu nhu thôi, mình xài rất là dễ giặt, rất là mềm luôn. Mấy chị em mình có thể giặt tay hoặc là giặt máy cũng được luôn nha. Nè mấy chị, quần đùi thì có rất là nhiều màu luôn nè. Mấy chị em mình có thể là khi mà đặt thì mấy chị đặt ngẫu nhiên giùm em nha. Mấy chị đặt ngẫu nhiên giùm em, 5 quần là 100k nha mấy chị. Quần là quần đùi giùm em nha. Rồi chị em mình có nhu cầu là đặt đồ thì mấy chị có thể kết bạn Zalo hoặc gọi số điện thoại trực tiếp cũng được giùm em nha. Chị em mình là đang xem thì mấy chị nhớ cho em xin những cái lượt thích nè, những lượt chia sẻ. Chị em nào chưa bấm đăng ký kênh thì mình nhớ bấm vào đăng ký kênh và bật luôn cái chuông thông báo nha mấy chị. Rồi video đến đây em xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha.